Bây giờ mình sẽ dò cái tờ giấy số Đại Bình Thuận mà mình mới vừa mua hôm nay, ngày 14 tháng Giêng năm 2021. Và đầu tiên mình sẽ vào một cái trình duyệt để mà mình đến với cái trang dò kết quả xổ số ha. Rồi mình sẽ vào cái trang kết quả xổ số để mình dò ha. À đây, mình sẽ vào cái trang này. Rồi mình sẽ tìm đến cái Đại Bình Thuận cái này mà. Ok, Đại Bình Thuận nè, ngày 14 tháng Giêng năm 2021 mình sẽ phóng to lên ha. Rồi, cái tờ giấy số của mình là 471165. Còn số trên giấy dò là 279246. Ôi trớt quớt rồi em à. Rồi, bây giờ mình sẽ hô biến cho cái kết quả xổ số, cái giải đặc biệt trong cái tờ giấy dò này và cái tờ giấy số của mình nó trùng khớp với nhau cho các em xem nha. Rồi, 1 2 3. Úm ba la, bùm. Ten 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 ten, các em thấy gì không? 471165 này. Đây, ở trên cái tờ giấy số của mình 471165 nha các em. Đấy, do là cái camera mình quay hơi bị mờ, nhưng mà các em có thể thấy trên cái màn hình trình chiếu cái điện thoại của mình ấy, 471165, và tờ giấy số của mình là 471165 và Đại Bình Thuận ngày 14 tháng Giêng năm 2021 thứ năm. Đấy, chúng ta đã có một tờ giấy số trúng độc đắc với giá 2 tỷ. Ngon lành chưa, ngon lành chưa? Rồi, vậy thì làm cách nào để chúng ta sửa cái kết quả xổ số như thế này để chúng ta trò bằng bè của mình? Thì bây giờ các em hãy cùng mình theo dõi hết video này nha. Ok. Chào mừng các bạn đến với kênh T-Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, hello anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với lại cái channel của mình ha. Như đầu video mình có chia sẻ với các anh em một cái video mà mình trúng số độc đắc đấy ha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cách để các anh em trôi bạn bè của mình là chúng ta trúng số độc đắc trên điện thoại này luôn ha. Và mình nghĩ là nếu mà trôi như vậy thì khoảng là đến 99% bạn bè của mình nó sẽ tin mình trúng trúng số độc đắc thật ha. Thì công cụ mà các em cần á, là đầu tiên các em cần một cái tờ giấy số ha. Ok, rồi tiếp theo các em tải cho mình cái ứng dụng này có tên là Website Investor phiên bản RAW. Link tải cái ứng dụng này á, mình có để trong phần bình luận game bên dưới. Các anh em vào trong phần bình luận để tải cái ứng dụng này về nha. Sau khi mà các anh em tải ứng dụng này về rồi thì bây giờ các anh em hãy cài đặt ứng dụng này nha, chọn cài đặt. Ok, rồi chọn tiếp cài đặt nè. Chờ cái ứng dụng này nó cài đặt xong thì chúng ta sẽ chiến thôi. Rồi xong nè, ứng dụng này chỉ khoảng là 20 rất là nhẹ, với lại ứng dụng này không có quảng cáo. Rồi, thoát ra. Rồi chúng ta có ứng dụng vừa cài đặt. Ở trên đây là HTML Website Investor. Rồi bây giờ mình sẽ mở ứng dụng này lên nha. Rồi trên đây giao diện chính của ứng dụng này nó cũng giống như là một cái trình duyệt web thông thường bình thường thôi, nó có gì lạ hết. Tuy nhiên ở đây mình sẽ trôi bạn bè của mình là mình sẽ trúng cái tờ giấy số này nè, sẽ trúng độc đắc. Và anh em để ý này ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái trình duyệt này luôn. Bây giờ mình sẽ nhấn vào kết quả xổ số ha. Kết quả nè. Số đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chọn tìm ha. Rồi mình sẽ vào mỗi trang kết quả xổ số Việt Nam, ví dụ như trang này nha. Rồi ở đây mình sẽ tìm đến cái đài mà mình muốn kết quả xổ số là Đài Bình Thuận ha. Ok, Đài Bình Thuận, bây giờ mình sẽ tìm đến cái Đài Bình Thuận nè. Đây, Đài Bình Thuận nè ha. Và ngày 14 tháng Giêng năm 2021 và cái kết quả xổ số ngày thứ 5. Và cái số của mình là 471165 ha. Còn trong đây dãy đặc biệt là 279246. Rồi bây giờ mình sẽ thay đổi cái dãy số này để mà mình trôi bạn bè của mình ha. Thì để thay đổi được cái dãy số này, đầu tiên các anh em hãy nhấn vào trong cái biểu tượng. Đây, cái biểu tượng hình cái dấu tay mà hướng lên nè. Bây giờ mình sẽ chỉ cái biểu tượng đó cho các anh em xem. Đây, đây các anh em thấy không? Đây là cái biểu tượng dấu tay hướng lên. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào trong đây. Ok. Rồi sau khi mà các em nhấn vào cái biểu tượng dấu tay này, nó sẽ chuyển sang màu vàng. Lúc này thì chúng ta chỉ việc là nhấn vào cái con số đỏ của giấy đặc biệt thôi. Đây, nhấn vào trong đây nè các em. Đây, nhấn vào trong đây ha. Đây, bây giờ mình sẽ nhấn vào trong đây. Ở đây nó sẽ chuyển qua một cái màn hình soạn thảo. Lúc này các em chỉ việc thay đổi cái dãy số 279246 dãy thực tế trên cái trình duyệt này bằng cái con số này thôi. Bây giờ mình sẽ thay đổi bằng 471165 ha. Rồi, mình sẽ đổi trong đây. Bỏ này đi. 471165. Ok, sau khi mà các anh em thay đổi xong rồi thì các anh em chỉ việc là nhấn vào trong cái biểu tượng là cái mũi tên hướng lên này này. Đây, cái mũi tên hướng lên này này ha. Các anh em nhấn vào trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào trong đây ha. Rồi
Sau khi mà các anh em thay đổi xong rồi, các anh em nhấn vào cái biểu tượng cái ngón tay màu vàng này để nó chuyển lên thành màu xám. Đây, nhấn vào để nó chuyển màu xám. Bây giờ mình sẽ kéo lên. Đây, Đại Bình Thuận nha. 471165 và giải đặc biệt, ghê chưa? Các anh em thấy không? Giải đặc biệt Bình Thuận ngày 14 tháng Giêng năm 2021 và thứ 5. Đây. Và chúng ta có một cái giá số là với lại là 6 con số đều trùng với lại giải đặc biệt hết. Đây, rất là hay ho ha. Rồi, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các anh em cái cách để chúng ta trôi bạn bè của mình, rằng là để bạn bè của mình tin là mình trúng số độc đắc ha, thông qua việc là chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái số ở trên cái trình duyệt này, trình duyệt web ở trên trang web này ha, để cho nó khớp với lại cái dãy số mà chúng ta đang giữ trong cái tờ dãy số này ha. Thì thực chất là việc là chúng ta chỉnh sửa những con số trên đây là mang tính chất tạm thời thôi. Khi mà các anh em tải lại cái trang này thì nó sẽ lại đổi lại cái chữ số, cái dãy độc đắc bình thường ha. Đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ log lại cho các anh em xem. Refresh nè. Đấy, như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các anh em cách mà trôi bạn bè của mình là chúng ta trúng số độc đắc thông qua cái ứng dụng có tên là Website Investero. Liên tải cái ứng dụng này mình có để trong phần bình luận ghim bên dưới video nha. Các anh em chỉ việc nhấn vào cái link đó để vào cái trang tải và tải cái ứng dụng này về thôi. Ngoài việc là chúng ta trôi bạn bè là việc chúng ta trúng số này, ứng dụng này nó có chức năng là thay đổi những cái nội dung văn bản trên một trang web bất kỳ ha. Đây, ví dụ như bây giờ mình thay đổi cái chữ Bình Thuận thành chữ Long An cũng được, bằng việc là nhấn vào trong biểu tượng ngón tay chỉ lên màu xám thành màu vàng, sau đó nhấn vào Bình Thuận để sửa thôi. Đây, tìm cái chữ Bình Thuận nè. Và tiếp theo mình chỉ việc là sửa nó thành Long An. Đấy, đấy là nó ra Long An. Rồi chỉ việc là nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng lên. Rồi, rồi tiếp theo là mình sẽ nhấn vào cái ngón tay chỉ lên màu vàng để ra màu xám. Rồi nhấn vào. Rồi bây giờ kéo nó xuống cho các anh em xem này. Đây, Long An. Tờ giấy số Long An, trật đài. Trật đài nhưng mà trúng độc đắc. Ví dụ như vậy, rất là hay. Hoặc là các anh em có thể là thay đổi những cái nội dung trên những trang web nào mà các anh em muốn. Ví dụ như là những người, bản danh sách những người giàu nhất ở Việt Nam, rồi thay tên các anh em vào cũng rất là hay ha. Chỉ việc là thông qua cái ứng dụng có tên là Website Investero mà mình đã vừa chia sẻ với các anh em. Rất là hay và rất là hữu ích luôn nha. Một lần nữa là khuyến cáo các anh em không sử dụng cái ứng dụng này để lừa đảo hoặc là những mục đích nào đó riêng tư, mà chúng ta chỉ sử dụng ứng dụng này để trôi bạn bè là chính thôi. Ok. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái chia sẻ các anh em cái cách để chúng ta trôi bạn bè mình đã trúng số độc đắc. Và nếu như mà các anh em cảm thấy cái video này hay hữu ích thì đừng quên cho video này một like và nhấn subscribe để nhận đăng ký cập nhật những video về chia sẻ thủ thuật và ứng dụng phần mềm dành cho điện thoại hay nhất, mới nhất trong các video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các anh em nhé. Goodbye.